rằng là trong lúc ban đêm không ai hay biết, chớ hiềm ngại chi, sư có việc ăn đi. Ăn đi chắc mạnh, bằng không thì bệnh chẳng lành đâu. Sư còn ngần ngại hồi lâu sau, rồi ông lại gật đầu liền ăn. Chai lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thất thử tan tành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Cái ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng không nhớ gánh. Cấp này đâu còn niệm Phật nấu nữa đâu, mà nó niệm Phật coi như là tan chứng nghiệp, mà tại sao lúc này coi như là ông bị tán loạn? Niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành, hôn mê đến lúc bỏ mình đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Đầu thai trở lại gia đình hàng heo, từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành sư không nhớ lại chút nào. Cứ gây tội lỗi chuyện lao, bị dây quan nghiệt, dẫn đầu thai luôn. Dẫn đầu thai luôn. À, cho nên chịu lắm kiếp vào cuồng gai dại, gặp nhiều đời chết hải sống kinh, càng ngày mờ ám chân linh, lòng không còn biết tưởng tin đạo màu. Còn ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quải có thương. Nhà sư ấy miệng rao tương, nhưng trong lòng vẫn còn dương mùi trần, tất nhiên là niệm Phật mà không chịu như là dứt nghiệp. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhẫn, nhưng ông không diệt hẳn nó đi, nên khi xác yếu thần suy, lòng còn thèm muốn những gì diễn ra. Trong lúc ấy thắng qua nó được, tất nhiên là Phật trước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến sai thì là tội lỗi lưu đài khó ra, tất nhiên là nghe theo nó là thua. Mỗi chúng sanh đó, không biết tạo đời nào nghe. Bây giờ anh luận giải ra, mà đến khi giờ phút lâm chung, cái người này vẫn là niệm Phật mà nhưng mà nghiệp lực vẫn đến đầu, vậy là có tan chứng nghiệp hay không? Nhờ anh phân giải cho biết ra, cho đồng đạo nghe chung. Nam mô Di Đà Phật. À, kính thưa chứ quý vị, thì tiếp theo cái đề thứ ba, mà cái đề này cả như cái đề chót đi ha, thì mình kết thúc trong cái đêm để trao đổi Phật Pháp. Được đồng đạo nêu lên trong hai câu đó là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Chứ quý vị, vậy thì hai câu giảng này đó, chúng tôi được biết đó là được đồng đạo trích trong cái bài cho ông Khoan Châu Bá. Thì ông Khoan Châu Bá đó là cái người ở Long Xuyên đây nè, người Long Xuyên ở gần nhà của ông Hiệp đó chứ không đâu chứ. Sau năm 1939 đó, lúc Đức Thầy ra đời, đến năm 1940 đó, thì có cái dịp ông Khoan Châu Bá được diện kiến Đức Thầy. Và sau khi quy với Đức Thầy rồi đó, thì ông Khoan Châu Bá ổng cũng giữ cái lòng tu tập. Nhưng mà cái lòng ổng miên man, ổng mới suy nghĩ. Ổng suy nghĩ là Đức Thầy nói là tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Là Đức Thầy bảo tu làm sao đền cái nợ thế cho nó xong, thì sau này coi như là mới được thành Phật. Cho nên cái lòng ổng miên man suy nghĩ không biết cách nào. Cho nên hôm nọ coi như là ổng mới động não, ổng mới suy nghĩ. Và ổng đặt bút, ổng viết thơ để mà gửi hỏi Đức Thầy. Nói dạ thưa Thầy, bây giờ xin hỏi Thầy, mà trong lúc đó đó ổng viết như là trong bốn câu thơ để mà hỏi Đức Thầy. Thì ổng làm một bài thơ xong rồi để hen, mãi cho đến năm 1942 á. Thì bây giờ coi như là lúc Đức Thầy ở tại Bạc Liêu, ở gia đình của ông Ký Giỏi, ổng đi xuống thăm Thầy, ổng mang theo coi như là hai cái câu thơ, mà hai bài thơ mà lúc đó bây giờ là xuống dưới để mà hỏi Đức Thầy, có Đức Thầy trình bày coi sao, để mà coi như là ông về ông tu tập. Thì trong khi đó ông mới viết hai cái bài thơ như sau, chúng tôi xin đọc lại. Tan bồng nợ ấy chả sao xong, chí dốc từ bi cõi tất lòng, nhân đạo còn mang chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Ý ông hỏi tất nhiên là tan bồng nợ ấy chả sao xong, là cái nợ tan bồng, là cái nợ thế gian, mà cách nào để trả cho nó xong. Chí dốc từ bi cõi tất lòng, là ông hết lòng cái chí dốc của ổng, cái tất lòng của ổng nhờ Đức Thầy để mà giải đáp cho ông, gọi là chí dốc từ bi cõi tất lòng. Nhân đạo còn mang chưa xử trọn, là cái nhân đạo tất nhiên là cái đạo thế gian, cái đạo làm người đó, mà giờ còn mang nặng quá. Bây giờ ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tâm bảo, ân đồng bào và nhân loại trong tứ ân chưa xong, chưa xong. Mà nếu đã chưa xong như vậy thì bây giờ làm sao làm Phật thánh tiên gì được, phải không? Cho nên ổng mới hỏi Đức Thầy, bây giờ cái nhân đạo con bây giờ còn đang mang nặng nhất là cái nợ gia đình, mà cái nợ gia đình đeo đắm căn duyên, cái nợ gia đình, cái nợ chồng vợ, cái nợ gia đình là cái nợ của thế gian, mà cái này còn mang nặng quá, mà đã mang nặng như vậy thì bây giờ không thể nào giải thoát được. Thì Đức Thầy, trong lúc đó ổng mới hỏi lên cái câu nhân đạo còn mang
chưa xử chọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Có nghĩa là bây giờ cách nào để mà giải thoát cái nợ tan bồng này được, thấy không? Thưa chú quý vị, bây giờ trong khi đó bắt đầu ông mới đưa coi như là mấy cái câu thơ cho Đức Thầy. Đức Thầy mới lấy cái viết biên đâu, Đức Thầy mới đặt viết lại, đáp cho ông là cái câu hỏi của đồng đạo thì vừa nêu đó. Đức Thầy mới trả lời, Đức Thầy nói đành rằng nợ thế trả chưa xong, là câu hỏi của cái ông Phan Châu Bá. Ông hỏi coi như là tan bồng nợ ấy trả sao xong, là cái nợ tan bồng là cái nợ làm trai. Mà giờ trả sao xong, Đức Thầy mới trả lời đành rằng nợ thế trả chưa xong, là cái nợ thế là cái nợ đời của mình đó, trả chưa xong là chưa có hết được. Nhưng mà Đức Thầy mới nói là đành nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Nếu như ông biết ăn năn, biết sám hối, biết giác ngộ, sửa cái tấm lòng mình cho nó tốt đẹp được đi. Đó là nếu như ông biết được như vậy, thì bây giờ đến cái câu thứ ba. Đến câu thứ ba là Đức Thầy nói là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại nâng bồng. Như vậy thì bây giờ lấy hai câu đầu để mà bàn cùng với quý vị, bắt đầu lấy hai câu sau của đồng đạo để mà nêu lên. Mà trong khi đó chúng ta tìm hiểu coi sao đây. Bây giờ lấy hai câu đầu của cái bài này của Đức Thầy đã đáp lại. Đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Thì bây giờ Đức Thầy không nói riêng cho ông Phan Châu Bá, mà nói chung anh ốc tất cả chư quý vị mình hết nha. Nói chung hết đó, là tất cả đồng đạo chúng ta không ai có thể trả hết là cái nợ nhân đạo này. Không ai mà có thể đáp hết tròn được cái thứ ân. Tứ ân là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Như vậy là đành rằng nợ thế trả chưa xong, tất nhiên là Đức Thầy nói là cái nợ thế cũng như là tất cả các chúng sinh không ai trả xong hết. Bây giờ hỏi anh Úc bây giờ có trả xong không? Nợ tứ ân trả xong chưa? Nợ coi như là nhân loại trả xong chưa? Rồi bây giờ coi như là nợ tam bảo trả xong chưa? Nói chung lại là cái nợ thế gian này không ai trả xong hết. Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta coi như là 50-50 chị Úc. Cái cách dĩ tu mới được, cho nên Đức Thầy mới nói kỳ xá tội nay còn một lúc sao không tu đặng có hưởng nhờ nè. Cho mình 50-50, giống như là vượt lên chính mình vậy đó. Mình gắng cố gắng nỗ lực 50 đi rồi Đức Thầy vớt cho mình 50. Còn bằng không nữa là khó tu phải không? Cho nên cái câu này Đức Thầy mới nói đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng. Mặc dù là nợ thế mình trả không xong, mà giờ biết ăn năn sửa lấy lòng đi. Bây giờ đến cái chỗ hai câu này của đồng đạo nêu lên. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng, là Đức Thầy bảo chúng ta bây giờ chưa có trả xong được cái nhân đạo đó, thì bây giờ chúng ta cần nên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật đi. Niệm thêm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì bây giờ là mỗi một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong kinh Thập Lục Địa Quán có nói là chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất thinh diệt bát ức thập tạo trọng sanh tử. Là chí thành niệm một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật được một tiếng như vậy đó hen, là diệt 80 ức kiếp tạo trọng sanh tử. Nó lớn như vậy đó chứ không phải là vừa. Mặc dầu nợ thế mình không xong, nhưng mà nhờ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước là câu Nam Mô A Di Đà Phật có phước vô lượng, mà mình chúng sanh là có tội vô lượng. Nhờ câu Nam Mô A Di Đà Phật có phước vô lượng để trừ đi cái tội vô lượng, thấy không? Cái chỗ này là Đức Thầy nói rõ ràng để mà coi như là nhân đạo không xong nhờ câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái câu này là Úc Đàn nhớ kỹ nghe, nhớ kỹ qua cái cụm từ này cho nó rõ chút xíu nghe, là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, chứ không phải Đức Thầy nói cái câu nói này là niệm chữ Di Đà tiêu chướng nghiệp. Thì mình lúc đó là mình như là lấy cái câu đó là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không tiêu đó hen, là mình trách thầy được. Đức Thầy nói là lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, để đây đòi chúng quỷ hiểu lầm. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình có tội vô lượng, nhờ câu Nam Mô A Di Đà Phật có phước vô lượng tàn. Cái danh từ tan không phải là tiêu, mà cái chữ tan tất nhiên là nó tan ra. Cái chữ tan đối với cái chữ tụ, hãy tan ra thì tụ lại, mà hãy coi như là tụ lại trong khi đó không niệm Phật á, thì nó không có tan ra. Mà niệm Phật đã tan ra mà không niệm nữa, tụ lại. Thì bây giờ giống như là mình cầm cái cục đá mình liện xuống cái hầm bèo vậy thôi.
bây giờ cầm cục đá mà liệng xuống hầm bèo một cái tẩm đó hen, thì bèo tan, đúng không? Bèo tan ra, nhưng mà mình ngưng liễn thì sao? Bèo tụ lại. Thì bây giờ mình niệm Phật nó cũng giống y như vậy. À, cho nên bây giờ nếu chúng ta niệm Phật liên tục giống như cầm cục đá mà liễn xuống hầm bèo, liễn như là sáng liễn, chiều liễn, trưa liễn. Đó là niệm Phật theo thời. Còn hàng ngày chúng ta đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng ai di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự Cực Lạc, muốn giảng sanh cứ y hành như thử. Là cứ luyện liên tục luyện hoài mà coi như là bèo nào mà còn. Mà cái đâu coi như là trong khi đó mình niệm Phật á, thì bây giờ đổ mồ hôi cho kẻ ở đời một á, năm không niệm Phật trời một câu rồi chửi lộn, rồi muốn chửi cho lâu, rồi khuyên niệm Phật là một câu không có rành. Niệm Phật á, thì ít, mà nói chuyện á, thế gian thì nó nhiều. Thì rồi lúc đó coi như là bèo nào mà tan được, rồi cái nghiệp nào mà tan được. Cho nên mỗi một cái câu mình là nói chuyện trên thế gian đó, Đức Thầy nói gọi là cái khẩu nghiệp. Thấy không, đúng không? Khẩu nghiệp. Mà Đức Thầy nói khẩu nghiệp có các trò còn nặng nề hơn hết. Thấy ly gươm trí huệ mà dọn sạch không ai lòng. Mà bây giờ mình niệm Phật thì ít, mà mình nói chuyện người ta thì nhiều. Cho nên nó là làm sao mà tiêu nghiệp. Thấy không? Cho nên bây giờ là trong kinh nó là thiểu thuyết nhất cứu thội, đa niệm nhất cứu Phật, đã đắc niệm đầu tử hứa nhữ pháp thân hoạt. Ít nói một câu chuyện, thêm niệm Phật một tiếng, đánh chết được vọng niệm, pháp thân mình được hiện bày. Cho nên mỗi một câu niệm Phật của mình là nghiệp thế gian ra. Mà mình không niệm Phật là mình nói chuyện thiên hạ là cái nghiệp nó đưa vô. Thì bây giờ cái câu này Đức Thầy nói chính xác nghe đồng đâu ta. Niệm chữ Di Đà, tan chứng nghiệp. Tan, chứ không phải là hết. Mà mình phải cố gắng niệm Phật làm sao cho nó liên tục, rồi đừng để cho cái khẩu của mình, cái thân của mình, cái ý của mình để tạo ra cái nghiệp nữa. Tác ý thì nghiệp đó, tất nhiên là ý mình khởi, tất nhiên là tạo nghiệp. Rồi cái vọng tâm mình cũng là cái nghiệp. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật Đà cũng không hề được thấy ra bị tâm vọng nó làm lò mắt đi. Tâm vọng rất là nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm như ôm rắn độc mà nằm thân kia chẳng biết phải lắm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cửa Phật, tâm vọng còn có nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh vì nó sáu đàn chuyển linh. Cho nên vọng tâm tất nhiên đó là tác ý thì nghiệp, là nó tạo ra nghiệp. Mà bây giờ mình niệm Phật mà không dứt được vọng tâm, ví dụ ngồi bên cạnh Phật Đà cũng không hề được thấy ra bị tâm vọng nó làm lòn hết đi. Phật đang ngó mình không nháy mắt mà mình cũng nhìn Đức Phật trân trân, hai đàng hoàng một tinh thần, tất là sẽ được Phật gần nhớ luôn. Để ngoại vật làm cuồng tâm trí, trước Phật mà lòng nghĩ đâu đâu, dù ngồi cho đến bao lâu cũng không thể thấy Phật đầu hào quang. Như vậy thì bây giờ ở đây là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, là mình niệm liên tục đến cái tâm mình được thanh tịnh đó, là cái nghiệp nó mới tiêu. Là lúc đó coi như là cái con người chúng ta đến phút lâm chung là giảng sanh rất dễ. Còn bằng không nữa cái nghiệp nó đeo mình hoài. Cái nghiệp nó đeo cuốn hút mình đến phút lâm chung đó, lúc đó coi như là cái nghiệp mình bắt đầu nó sanh khởi. Tuy dễ được mà không phải dễ về phần đông những kẻ lâm chung. Thường hai mê sản trong lòng ít ai tỉnh được, lúc hồn lìa thân gần dứt thở vững vàng trong trí, vũ sạch không nhớ nghĩ sự đời, chỉ còn lòng nhớ Phật thâu tất thời, có Phật đến nơi rút về. Lòng đại độ tràn trề khắp chốn, sức thần thông rộng lớn vô biên, chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dũng công, chỉ cần vũ sạch bụi hồng trước giây phút chút linh hồn ra đi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta vũ sạch bụi hồng, tất nhiên là lúc đó là cái nghiệp không còn. Còn nếu như chúng ta mà lúc đó coi như là cái tâm mình còn tưởng thế gian thì mê đâu thì sanh đó, không xê linh hồn bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bứng gốc mê cho nó hết sanh tất không còn bị nghiệp vận hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Như vậy thì bây giờ đồng đạo đàn nói đến cái người mà đến phút lâm chung bây giờ tại sao có nhiều người cũng niệm Phật như vậy, mà đến phút lâm chung mà lại coi như là bị cái nghiệp vận hành mà không coi như là được tự tại. Tại vì bây giờ mình nuôi nghiệp nhiều hơn là cái câu Nam Mô với Đạo Phật nhiều. Vì vậy cho nên lúc đó coi như là cái cận tử nghiệp của mình đó, thì lúc đến phút lâm chung á, trong lúc đó là mình á, là tưởng cái gì bắt đầu lúc đó coi như là nó sẽ xuất hiện ra cái đó, không bao giờ xa chặt được. Cho nên coi như là quan trọng của người tu đến cái phút lâm chung cuối cùng là cái cận tử nghiệp của mình. Mà mình cái câu Nam Mô A Di Đà Phật mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là có thiện căn sớm lại cử thiện câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Là câu Nam Mô A Di Đà Phật là đến phút lâm chung cuối cùng rồi, là chúng ta coi như là nhờ cái câu Nam Mô A Di Đà Phật đó là cận tử nghiệp. Và đến phút lâm chung đó mà nếu như chúng ta mà cái nghiệp sạch tình không đó hen, thì đến phút lâm chung chúng ta giảng sanh rất dễ. Còn bằng không nữa cái nghiệp chúng ta nặng đó hen,
thì cận tử nghiệp đó bắt đầu nó xuất hiện trong cái lúc lâm chung. Thì lúc đó coi như là chúng ta không có dằn lòng được. Mà không dằn lòng được thì trong lúc đó chúng ta bị nghiệp nó cuốn hút. Nghiệp cuốn hút coi như là trong khi đó nghiệp lôi cuốn như nghiền bệnh rượu. Khi thèm không ai đủ cũng đi, hôm qua sai ngủ ly bì, bữa nay sai nữa dễ gì bỏ sai. Tất nhiên là cái nghiệp nó hút cái gì đó, nó quan trọng lắm. Thôi thì bây giờ ở nơi đây đồng đạo của chúng ta đó, cũng là cái hành trì qua pháp môn tịnh độ, qua cái pháp môn niệm Phật. Thì bây giờ chúng ta cố gắng hành trì qua pháp môn tịnh độ để phúc lâm chung chúng ta coi như là có đầy đủ phương tiện, đầy đủ cái công đức viên mãn đó mà chúng ta được giảng sanh về thế giới cực lạc. Bây giờ chúng tôi kể một chuyện nhỏ nhỏ thôi nha, để kết thúc. Ông sư đó nghe, ổng cũng hành trì coi như là qua coi như là cái phương pháp tu tập. Rất nhiều anh có nghe kể mọi chuyện đó không? Hôm nọ ổng đang đi trên đường vậy, bắt đầu ổng gặp cái đọt mía thơm dịu. Cái ông nói thôi về mình dâm chồng chơi vậy thôi, mà không biết ông chồng sao ngay chân cái chỗ đó nó có tốt. Càng ngày càng tốt, ông nói tiền được cây mía này coi vậy mà tốt quá hen. Bữa nào cũng ra xăm soi ông coi chân. Ông xăm soi coi như là ông yêu chuộng cái cây mía đến đổi coi như là cái thần thức ông coi như là nó đặt nặng vấn đề cây mía đó rồi. Cho nên mà đến cái lúc lâm chung rồi đó hen, sau khi đó ông chết rồi đó, cái ông bạn kế bên ổng coi như là quán trên cõi trời cũng không gặp ổng, quán xuống coi như là trong lục đạo luân hồi cũng không thấy ổng, rồi quán qua coi như là qua các cõi coi như là thanh tịnh cũng không gặp. Ổng nói ủa sao ông bạn mình tu vậy mà sợ cái thần thức ổng vậy đâu. Nhưng mà bây giờ trong khi đó mới tìm hiểu ra, hàng ngày ổng xăm soi cây mía thơm dịu, nó chà cái kiểu này chắc ổng vô trong cây mía này chứ không gì chân trời. Cho nên là trong khi đó ông mới quán coi như là cái loại súc sanh là cái loại sâu. Thì bây giờ rõ ràng thần thức ông nhặt vô trong cái cây mía. Ông nói được rồi, ông mới đốn cái cây mía, ông chặt cái mía đi. Bắt đầu ông chẻ ra gặp con sâu ngoài. Ông nói ông đây cho ngay chân. Ông tu mà ông còn mê cây mía, bây giờ ông chui vô đây, ông nằm đây còn quen. Cho nên bắt đầu ông lấy con sâu ra chú nguyện. Chú nguyện xong rồi là cái con sâu nó chết rồi là mới sanh lên cái cõi trên được. Mấy chị mình thấy ớn không? Thì cái chỗ này là rõ ràng như đồng đạo là đàn mới hỏi như là cái người tại sao đến phúc lâm chung cũng niệm Phật vậy, nhưng mà sao mà trong khi đó mà không được như là về cái cõi Phật mà lại bị cái nghiệp nó hành hạ, tại vì cái nghiệp nó nặng. Mà câu này Đức Thầy nói niệm chữ Di Đà tan, thì bây giờ mình gắng làm sao cho nó tiêu chứ đừng có để cho nó tan. Tan tất nhiên là trong thời gian nó tụ, trong thời gian mình tinh tấn nó tan, trong thời gian mình giải đãi nó tụ. Thì bây giờ đừng để cho nó tụ lại nha đồng đạo. Bây giờ với các con Nam Mô A Di Đà Phật, có ăn cơm niệm Phật, ăn dầu uống nước niệm Phật, chỗ nào cũng tu trên trời, cái chỗ đó là không có nghiệp nào mà dưỡng hết. Như vậy coi như là cái người tu mình tỉnh độ mới chắc ăn chứ. Còn bằng không nữa như là cái nghiệp mình nó đến. Kể quý vị nghe cái chuyện này nữa là ông sư thiện, suốt trong thời gian như là 40 năm tu luyện như vậy đó, mà trong khi đó nó còn thèm cái vấn đề ăn cá. Mà trong lúc đó là cận tử nghiệp rồi là không có thể nào mà ông được là về Phật được hết. Cho nên là suốt là 40 năm tu luyện, hàng ngày một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày năm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong dạ, cái miệng thèm ăn thịt cá vô cùng, này có phải là cái nghiệp không? Làm cho ông rạo được trong lòng, đêm không ngủ được suốt trong mấy ngày. Mấy kẻ lối xóm giảng lai thăm viếng, ông liền đem kể chuyện ấy ra, là ông kể cái vụ coi như là ông bị bệnh vậy đó. Một người lối xóm đàn na làm thinh lén chở về nhà trước đi. Liền hôm ấy thừa khi vắng khách, người ấy đem một sách đồ ăn, nào là chả gỏi gà măng, nào là thịt nướng cá chân nực nồng. Nói kể qua cái này mình còn thèm gì nữa. Nào là thịt nướng cá chân nực nồng, khiến ông bắt thêm lòng thèm khát. Đồng thời người ấy đốt thêm lên rằng là trong lúc ban đêm không ai hay biết, chớ hiềm ngại chi, sư có việc ăn đi. Ăn đi chắc mạnh, bằng không thì bệnh chẳng lành đâu. Sư còn ngần ngại hồi lâu sau, rồi ông lại gật đầu liền ăn. Chai lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách thử tan tành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Kế ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng không có nhớ gánh. Cấp này đâu còn niệm Phật nổi nữa đâu, mà nó niệm Phật coi như là tan chứng nghiệp, mà tại sao lúc này coi như là ông bị tán loạn. Niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành, hôn mê đến lúc bỏ mình đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Đầu thai trở lại gia đình hàng heo, từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành sư không nhớ lại chút nào. Cứ gây tội lỗi chuyện lao, bị dây quan nghiệt, dẫn đầu thai luôn. Cho nên chịu lắm kiếp vào cuồng ra dại, gặp nhiều đời chết thải, sống kinh càng ngày mờ ám, chân linh lòng không còn biết tưởng tin đạo màu. Còn ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quải có thương. Nhà sư ấy miệng rao tương, nhưng trong lòng vẫn còn dương mùi trần. Tất nhiên là niệm Phật mà không chịu như là dứt nghiệp.
Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhẫn, nhưng ông không diệt hẳn nó đi. Nên khi xác yếu thần suy, lòng còn thèm muốn những gì hiện ra, trong lúc ấy thắng qua nó được, tất nhiên là Phật trước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến sai thì là tội lỗi lưu đài khó ra. Tất nhiên là nghe theo nó là thua, phải không? Trần tục là thung dung thanh nhã, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền cho nên nhu nhược, phải nên can cường. Đời dù có mật đường cách mấy cũng thản nhiên chớ giấy tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao thì là mới khổ rơi vào lưới trong. Tất nhiên là nếu chúng ta yếu là lô thu cuộc là bị nghiệp nó lâu. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta người tu là phải dõng dạng, là phải nhất quyết, là chúng ta phải coi như là lập trường không trở đũa. Dù thiên lôi cầm búa chém chết cũng không nao, huống hồ ai khuyên dụ trở đũa để mà chi. Sống dai có ích gì, sống gây thêm tội ác, thà chết chọn từ bi, phải quyết định gì mà được không? Nếu mà chúng ta không quyết định gì tất nhiên là bị nghiệp, mà bị nghiệp đến phút lâm chung coi chừng bị cận tử nghiệp, là chúng ta không bao giờ coi như là về tới cõi Phật được. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới mong mỏi cho chúng ta là mong bá tánh dạng dân giải thoát. Mà muốn được giải thoát như vậy đó thì bây giờ chúng ta phải ráng tu theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, giảng kinh, đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ. Thì ngài đài đập ta, và đến đây cũng xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.